cùng với số 7 Minh Hiếu. Và lần đầu tiên cho phép hành trình xin được thay lời cho hai bên gia đình, xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được kính gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất ạ. Và là kính thưa quý vị thân mến, và trong cuộc sống này thì chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh phúc nó bắt đầu bằng từ có nhiều tiền, có nhiều nhà, có nhiều xe, có địa vị và có danh vọng, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra hạnh phúc đôi khi nó còn nằm ở chữ không, không bệnh tật, không đau đớn, không tai họa và không lìa xa. Và mong rằng những chữ có và những chữ không ấy sẽ là những chữ có và những chữ không mà cô dâu và chú rể, nhân vật mà chúng ta yêu mến nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, sẽ có trong hành trình xây dựng tổ ấm của mình, để hạnh phúc của ngày hôm nay, của ngày mai và mãi mãi về sau luôn trọn vẹn và lâu bền. Và ngay từ phút này đây, Thanh Trình xin phép được giới thiệu với toàn thể quý vị khách quý hai nhân vật mà chúng ta yêu mến nhất sẽ hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay. Còn để quý vị không chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời chú rể Minh Hiếu, cô dâu Thu Hà sẽ cùng tay trong tay để cùng di chuyển trên con đường tình yêu, bước về để đại hoa hạnh phúc ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Và thưa quý vị, đang tổ chức thể thi ảnh cô dâu và chú rể của chúng tôi đang được đứng một đèn rạng rỡ hạnh phúc nhất, đang cùng tay trong tay bước đi từng bước một trên con đường, trên hành trình xây dựng tình yêu của mình để cùng trở về khán đài hoa hạnh phúc ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ vang lên chào phát thanh thật lớn để cùng nâng bước cho cô dâu và chú rể ạ. Và đúng là nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Và một lần nữa xin được chúc cho cô dâu và chú rể sẽ lên tay trong tay cùng đi đến cuối con đường bằng một tình yêu thăng hoa nhất. Và một trong phần thân thật lớn đây là cùng chào đón và chúc mừng cô dâu và chú rể ạ. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nào kính thưa quý vị thân mến, và dựng vợ cho con cái đó chính là trách nhiệm, là bổn phận của những người làm cha làm mẹ, song sẽ thật ý nghĩa và thiêng liêng hơn nữa khi có sự chứng kiến và dìu dắt của các đấng sinh thành. Cũng như giờ phút này, cha mẹ rất là tự hào và hãnh diện khi những người con của mình đã trưởng thành. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu đại diện cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời đại diện phái đoàn gia đình nhà gái cùng với đại diện phái đoàn gia đình nhà trai đến từ tổ chùa. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện phái đoàn gia đình nhà gái gồm có ông Cà Văn Sơn cùng với bà Cà Thị Lợi là tân sinh phụ mẫu của cô dâu, sẽ cùng trở về sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo xin được đồng kính mời đại diện phái đoàn gia đình nhà trai gồm có bà Lò Thị Thọ là mẹ của chú rể Minh Hiếu cùng với ông Lò Văn Cưới là trưởng đoàn của phái đoàn gia đình nhà trai đến từ tổ chùa. Và tôi sẽ cùng lên sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời. Ngày vui, ngày hạnh phúc trọn đại như ngày hôm nay, chắc chắn rằng hai bên gia đình của chúng tôi rất là có thể rất là yêu thương, dành hết tình yêu thương cho những người con của mình. Với đó, với tổ chức lễ vô quy để trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến đây chung vui và chúc mừng, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu của chúng tôi ngay bây giờ, nhà trai và nhà gái thì đã hiện diện đông đủ rồi. Và nhà trai thì hân hở mừng dâu hiền và nhà gái thì hân hở mừng rể quý. Và ngày hôm nay hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Một chào và thật lớn nữa để cùng chào đón và chúc mừng cho bên gia đình ạ. Và ngày xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngày kính thưa quý vị thân mến, và trong một chương ngày hôm nay, sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý đó chính là điều tuyệt vời nhất để cùng chúc mừng cho lễ vu quy của cô dâu Thu Hà sẽ dựng cùng với chú rể Minh Hiếu. Và đúng là trăm triệu hạt mưa rơi thì không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp không phải là ngẫu nhiên. Trong suốt cuộc đời này, chúng ta mong muốn gặp được một người không quá hoàn hảo, nhưng đó là một người bình thường có thể nắm chặt tay chúng ta cùng bước qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Và cô dâu chú rể cũng như vậy, cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, những chông gai thử thách trong cuộc sống để cùng xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và để rồi hai bên
gia đình lựa chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt được tổ chức đại lễ vu quy cho cô dâu Thu Hà, chú rể Minh Hiếu. Lễ vu quy thì được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 12 tháng 2 năm Giáp Thìn. Và ngay sau đây, đại lễ vu quy xin phép được bắt đầu. Cảm ơn tổ chức sự kiện nhà giàn Anh Thiết đã cùng đồng một tràng pháo để khởi đầu cho hành trình tình yêu của con dâu và chú rể thêm phần rực rỡ nhất. Với các quý vị và những lời nói đầu tiên, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng lọng lại vài ít phút để chúng ta cùng lắng nghe những lời phát biểu, những lời cảm ơn chân thành của hai bên gia đình gửi tới sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông Lò Văn Cưới sẽ cùng đại diện cho hai bên gia đình để gửi lời cảm ơn và tới toàn thể quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè gần xa của hai con. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai bên gia đình và tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Hôm nay hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Thay mặt cho hai bên gia đình, xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã bất chấp thời gian tới dự và chung vui cùng hai bên gia đình. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè gần xa của hai con một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Những lời chúc, những lời cảm ơn rất là tuyệt vời, rất là ngắn gọn và xúc tích đến từ đại diện của hai bên gia đình. Do ông Lò Văn Cưới đến từ nhà trai của tổ chùa đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn đại diện hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì hai bên gia đình của chúng tôi cũng đã gửi những lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị khách quý mà quý vị đã hiện diện tại đây trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chúc mừng trong khoảnh khắc tuyệt vời của cô dâu và chú rể đón nhận được những món quà yêu thương từ bố mẹ, từ những người thân thiết anh chị trong gia đình. Và món quà của bố mẹ cô dâu thì đã được trao tặng cho cô dâu trước đó rồi, và cô xin được đã thay lời cho cô dâu và chú rể trên sân khấu này cảm ơn món quà của bố mẹ. Và xin được trân trọng kính mời gia đình của chú Hương Thảo sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao tặng món quà chúc mừng ngày phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời. Phúc chờ đợi gia đình chú Hương Thảo xin trân trọng kính mời cậu Lâm. Trai ruột của cô dâu Thu Hà ngày hôm nay nhân ngày chính gái của mình trở thành một cô dâu xinh đẹp dạng người nhất, thì em Long cũng có món quà để gửi tặng chúc mừng hạnh phúc cho chị gái của mình. Và xin được thay lời cho em Long xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà của em Long, chúc cho em luôn luôn giàu giàu sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn món quà của em Long. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình chú Hương Thảo xin mời chú Hương Thảo sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao tặng món quà chúc mừng ngày phúc trong năm. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Hương Thảo. Và để có những khoảnh khắc đẹp nhất, những bức hình đẹp nhất thì xin được trân trọng kính mời lúc mà cô dâu chú rể của chúng ta nhận những món quà yêu thương thì sẽ cùng bước lên phía trên một bước và chúng ta sẽ cùng quay nghiêng người của mình để cho camera của chúng tôi có thể quay lại cận cảnh khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình cô Út Hoa sẽ cùng tiếp cận sân khấu trao tặng món quà chúc mừng ngày phúc trong năm. Xin trân trọng kính mời gia đình cô Út Hoa. Thank you.
thân mến, trên sân khấu của chúng tôi đó chính là gia đình cô Út Hoa. Cũng có món quà để gửi tặng chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Và xin được thay lời cho gia đình cô Út Hoa, xin được chúc mừng cho hạnh phúc trong năm của cô dâu và chú rể. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được cảm ơn món quà của gia đình cô Út Hoa. Chúc cho gia đình cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và tiếp theo chương trình cũng sẽ được trân trọng kính mời gia đình cậu Trung Oanh và cô sẽ cùng trở về sân khấu để trao tặng món quà chúc mừng ngày phúc cho năm. Xin trân trọng kính mời gia đình cậu Trung Oanh. Và đã sau gia đình cậu Trung Oanh thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Hải Lan cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng món quà của mình để cùng tiếp cận với sân khấu trao tặng món quà chúc mừng hạnh phúc trong năm. Và xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn món quà của gia đình cậu Trung Oanh. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình cậu Hải Lan và sẽ cùng trao tặng chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời. Và sẽ cùng trở về sân khấu để trao tặng món quà chúc mừng ngày phúc trăm năm. Xin trân trọng kính mời ạ. Và thân kính thưa quý vị, và ngày hôm nay gia đình ông bà Hao Nguyên và nhân ngày vui ngày phúc trọng đại của cô dâu Thu Hà, chú rể Minh Hiếu, ông bà cũng có món quà để gửi tặng chúc mừng ngày phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Và xin được thay lời cho ông bà chúc cho cô dâu và chú rể sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, cũng như nắm tay vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn món quà của gia đình ông Hao Nguyên, xin chúc cho gia đình ông bà luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Kính mời gia đình ông Minh Hằng đã có sự chuẩn bị món quà của mình để trao tặng chúc mừng hạnh phúc cho năm. Xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Minh Hằng ạ. Chúng tôi đó chính là hình ảnh gia đình ông bà Minh Hằng. Ngày hôm nay là nhân dịp cô dâu và chú rể chính thức nên duyên vợ chồng, cũng như là trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, thì ông bà cũng có món quà. Món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng son ông bà tặng cho cô dâu chú rể với những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn món quà của gia đình ông bà Minh Hằng. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Đức sẽ cùng trở về sân khấu để trao tặng món quà chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Thu Hà, chú rể Minh Hiếu. Xin trân trọng kính mời gia đình cậu Đức ạ. Và xin được cảm ơn món quà của gia đình cậu Đức, chúc cho cậu luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì cô dâu và chú rể của chúng tôi đã đón nhận được những món quà yêu thương trong lễ vui quay ngày hôm nay tại gia đình nhà gái. Và món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà cô dâu và chú rể của chúng tôi đón nhận được đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý rất là đông đủ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thanh Chính xin phép được mượn tạm những tràng pháo tay của quý vị để chúng ta cùng vang lên tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn chính sự hiện diện của quý vị, được không ạ? Và là xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Tỏ lòng hiếu thảo, tỏ lòng biết ơn của mình tới công ơn giáo dục sinh thành của bố mẹ hai bên. Thì xin mời đến lễ tân của gia đình sẽ mang lên cho cô dâu và chú rể của chúng tôi 6 ly rượu để cho cô dâu và chú rể dâng rượu hiếu lên cho hai bên gia đình. Xin mời lễ tân ạ. Vâng, vâng, thưa quý vị thân mến, và đúng là thông gia thì như ruộng liền bờ, bên long mong được rể, bên trời được dâu.
và ngày hôm nay hai bên gia đình đã đón thêm được Dâu Hiền và Dì Thảo, và để gắn kết thêm tình đoàn kết thông gia giữa hai bên gia đình thì xin được trân trọng kính mời bố của cô dâu cũng như là trưởng đoàn của nhà trai sẽ cùng bước lên trung tâm sân khấu chính hai bước, sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt, một cái ôm thật thân mật để gắn thêm tình đoàn kết thông gia giữa hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời. Tình thông gia của hai bên gia đình gắn kết bền chặt với nhau như keo sơn. Một lần nữa xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ vang lên chào và thân thật lớn chúc mừng cho hai bên thông gia. Chúng ta sẽ cảm ơn quý vị rất nhiều, và ngay giờ phút này đây xin mời lễ tân của gia đình sẽ mang lên cho cô dâu và chú rể của chúng tôi những ly rượu hiếu để có thể cho cô dâu và chú rể của chúng tôi dâng rượu hiếu lên cho bố mẹ hai bên. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời của chú rể thì sẽ dâng rượu hiếu lên cho bố mẹ vợ, còn cô dâu thì sẽ dâng rượu hiếu lên cho nhà chồng để tỏ lòng hiếu thảo, tỏ lòng biết ơn của mình tới công ơn dưỡng dục sinh thành của bố mẹ hai bên. Xin mời cô dâu và chú rể và con xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng rót lại đầy ly rượu của mình để chúng ta cùng nâng ly, cùng chúc mừng cho hai bên gia đình đón thêm được Dâu Hiền và Dì Thảo, cũng như là chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc quý vị ơi, quý vị hãy rót lại đầy ly rượu của mình và chúng ta sẽ cùng nâng ly nhá. Thầy mở cửa bất trang bao bao mẹ bình đồng ơi. Thầy mở cửa sang A, khởi hạc mở banh, khởi nhân trình của ngân sang ải sang em. Khởi nhân mi ải mi em, khởi trang nghe bà mi mở hạc mở banh sang đi. Thầy mở cửa chiếc sổ kẹt qua mở sòng phái tiên. Sổ kẹt qua mở khởi hạc mở banh, khởi chiếc sổ cáo mơ bao mẹ bình đồng hâu. Áo gắn nhau chén lầu quần hòm nưng. Hâu chúc mừng ở sòng phái tiên, chúc mừng ở phổ miên ảnh bình đồng. Vâng ạ, quý vị đã rút xong chưa? Nếu quý vị rút xong rồi, xin mời quý vị vui lòng nâng ly của mình lên được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng cho em bên gia đình ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, quý vị sẵn sàng chưa? Bé quá, thế một lần nữa được không ạ? Quý vị ơi, quý vị sẵn sàng chưa? 2, 3, rồi! 2, 3, uống! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc! Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị khách quý ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể, xin chúc cho hai bên gia đình đã đón thêm được Dâu Hiền và Dì Thảo. Và ngay xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin được cảm ơn hai bên gia đình. Và ngay giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời bố mẹ hai bên sẽ cùng di chuyển về tầng bàn tiệc 1 để có thể nâng ly cảm ơn tới quý vị khách quý đã cùng đến đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, cũng như là chúc mừng cho hai bên gia đình Xin được trân trọng kính mời. Và cũng rất là mong toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngồi lại lâu thật lâu nữa để chúng ta chờ đợi hai bên gia đình của chúng tôi di chuyển về từng bàn tiệc 1 để nâng ly cảm ơn tới quý vị khách quý đã cùng đến đây chung vui và chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nghi thức tiếp theo trong đại lễ vu quy ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc thiêng liêng nhất, tuyệt vời nhất, đó chính là khoảnh khắc trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng quay hướng về nhau. Xin mời chú rể Minh Hiếu sẽ cùng lấy ra cặp nhẫn nguyên hương mà chú rể và cô dâu đã lựa chọn để đeo lên tay người vợ yêu thương của mình để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm, cũng như là gắn kết với nhau đến suốt cuộc đời này, khẳng định sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Xin mời chú rể Minh Hiếu ạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng vang lên chào và tên thật lớn để cùng chúc mừng cho chú rể Minh Hiếu khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ cùng đeo nhẫn lên tay của chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, một cặp nhẫn đó là biểu tượng cho sự thiêng liêng của tình yêu, một cặp nhẫn thủy chung, một cặp nhẫn vòng tròn không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ giơ hai bàn tay vừa rồi lên để camera chúng ta ghi lại hình ảnh đẹp nhất. Xin mời quý vị chúng ta vang lên chào và tất cả lời chúc mừng cho cô dâu và chú rể chính thức nên duyên vợ chồng Và ta xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo để có thể bắt đầu cho một khởi nguồn ngọt ngào nhất, cho một hành trình tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể xây dựng hạnh phúc, thì xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến về bàn tiệc đang có chiếc bánh cưới hạnh phúc để thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Xin mời cô dâu và chú rể Đầu tiên xin mời cô dâu sẽ cầm lấy chiếc dao nhỏ xinh hạnh phúc, và xin mời chú rể Minh Hiếu sẽ đỡ lấy tay của cô dâu. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay chung tay, cùng nghiêng mái đầu, cùng xin trao ánh mắt vòng tình yêu ngọt ngào nhất để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Thương nhau chiếc bánh sẻ đôi, từ nay ta sẽ bên nhau trọn đời. Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng di chuyển về tháp lên tình yêu để tiếp tục thực hiện nghi thức khôi rượu sâm anh.
trên những dòng chảy xung quanh Đồng Tháp ngày hôm nay. Và ngay kính thưa quý vị thân mến, nghi thức rót rượu sâm tây đó là một nghi thức hiện đại được du nhập từ phương Tây, mang một ý nghĩa rất tuyệt vời. Khoảnh khắc cô dâu và chú rể của chúng ta cùng rót rượu hồng thể hiện tình trạng nghi thức cùng khai nghĩa nguồn hành trình tình yêu bắt đầu thật xuân sẻ, thật hạnh phúc. Và xin mời chú rể sẽ mở nắp chai rượu sâm tây đầu tiên. Thanh Trình có một chia sẻ như thế này ạ. Cô dâu Thu Hà thì có nói rằng là: chị ơi, em rất là ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt rất là đông người, khi mà toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện rất là đông đủ, có cả các ông các bà. Em thường xem lễ phu quy hay lễ thành hôn người ta cưới nhau ở trên mạng á, là sau kết thúc phần lễ thì sẽ có cho cô dâu và chú rể thể hiện thử thách, đó là một nụ hôn. Em thì rất là ngại và rất là bỡ ngỡ, mong chị bỏ qua phần đó. Nhưng mà Thanh Chính thấy cô dâu rất là xinh rồi, và Thanh Chính thì rất là dễ bảo, và Thanh Chính đã đồng ý với cô dâu rồi. Nhưng mà sau đó thì lại gặp riêng chú rể. Chú rể lại bảo là: chị ơi, em rất là yêu vợ em, và ngày hôm nay thì em muốn dành một món quà bất ngờ cho vợ em trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em sẽ thể hiện một nụ hôn, một món quà tinh thần thôi. Quý vị có đồng ý là cho chú rể chúng ta thực hiện một món quà dành cho cô dâu Thu Hà của chúng ta trên sân khấu này không ạ? Thanh Chính thì rất là dễ bảo nhưng mà lại rất bao phải nữa. Gặp trai đẹp nói gì là nghe luôn. Cho nên là Thanh Chính quyết định đồng ý với chú rể ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành ra vài ít phút để chúng ta cùng ghi lại khoảnh khắc thật đẹp này cho cô dâu và chú rể ạ. Và ngay sau đây Thanh Chính sẽ dành cho chú rể một khoảnh khắc rất là đẹp, một thử thách cho cô dâu. Thường thường thì đại lễ thành hôn thì chú rể sẽ chủ động, còn đại lễ vô quy thì cô dâu sẽ chủ động đúng không ạ? Nhưng mà Thanh Chính xin được hỏi trước, thường thường trong cuộc sống hai bạn ai là người chủ động nhất ạ? Chú rể ạ? Chú rể đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay cô dâu sẽ là người chủ động, quý vị có đồng ý không ạ? Lễ vô quy là của nhà gái đúng không? Vậy thì cô dâu sẽ chủ động để thể hiện nụ hôn này dành tặng cho chú rể, còn lễ thành hôn thì chú rể sẽ dành tặng lại nụ hôn cho cô dâu nhé. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể hướng về nhau được không ạ? Vâng ạ, đầu tiên xin mời cô dâu sẽ đặt đôi bàn tay của mình lên bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Rồi ạ, xin mời chú rể sẽ đặt đôi bàn tay của mình vào vòng eo thon thả của cô dâu. Xin mời hai bạn sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối và si tình. Và xin mời chú rể thì sẽ nhắm mắt lại. Cô dâu Thu Hà thân mến, hôn vào má trái thì sinh năm trai và năm gái, hôn vào má phải thì sinh năm gái và năm trai. Còn hôn vào chính đôi môi của chú rể thì sẽ được như ý nguyện. Hôn vào đâu là do cô dâu lựa chọn ạ. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng đếm 1, 2, 3 bắt đầu hôn. 3, 2, 1 đủ hôn kết thúc. Quý vị cùng đồng thanh đến với Thanh Chính nhá. 1, 2, 3 bắt đầu hôn. 3, 2, 1 đủ hôn kết thúc. Xin mời quý vị và đồng chào và thân thân
trường Điệp Hiệu mãi mãi không rời xa. Và xin dành cho hai bạn một cái bắt tay để cùng chúc mừng ạ. Và ngay vào giờ phút này đây, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng di chuyển về từng bàn tiệc một để có thể nâng ly cảm ơn trực tiếp tới toàn thể quý vị đã cùng đến đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời.